Cảm ơn quý vị đã chọn xem video trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi có phóng sự phản ánh đơn thư công dân Nguyễn Văn Tiến, khu phố Vinh Quang, thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu. Nội dung đơn thư công dân phản ánh về việc gia đình ông có thửa đất số 226, tờ bản đồ số 16, diện tích 351,4 m² tại khu phố Vinh Quang, thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu. Gia đình có đi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2021. Và đến khi hoàn thiện thủ tục xét cấp ở Ủy ban Nhân dân thị trấn Khoái Châu, chuyển lên văn phòng đăng ký đất đai huyện Khoái Châu, thì gia đình được thông báo là thửa đất của gia đình ông đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành BT613540, ngày ký giấy là ngày 5 tháng 9 năm 2012 và ngày giao sổ là ngày 30 tháng 12 năm 2013. Tuy nhiên sổ lại giao cho người khác nhận. Ông Nguyễn Văn Tiến khẳng định gia đình chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cũng không ủy quyền cho ai đi nhận hộ. Xét thấy nội dung đơn thư công dân phản ánh là hoàn toàn hợp pháp và chính đáng, theo dấu đơn thư, phóng viên đã có buổi làm việc với đại diện chính quyền địa phương, Ủy ban nhân dân thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu và công dân có đơn để phản ánh rõ vấn đề. Tiếp và làm việc với phóng viên có ông Nguyễn Thế Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Khoái Châu, ông Đỗ Đình Tùng, công chức tư pháp và ông Trần Đức Quân, công chức địa chính, Ủy ban nhân dân thị trấn Khoái Châu cùng công dân Nguyễn Văn Tiến. Năm 2021 bắt đầu tôi mới thấy không có sổ, tôi mới đi làm sổ. Thì tôi đi làm sổ tôi giao huyện lên tài nguyên môi trường huyện, thì tài nguyên môi trường huyện mở máy ra là trên nắp nhà tôi đã được cấp sổ tháng 4 năm 2010. Anh Chiêm thông báo với tôi là bà ẩm ký lấy sổ cho ông trong sổ cá. Thì lúc bấy giờ tôi mới biết là gia đình nhà tôi đã có sổ, mọi hồ sơ tôi đã gần hoàn tất để xong cấp thử mới. Được biết sau khi nhận được đơn thư của ông Nguyễn Văn Tiến đề nghị về việc tìm lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình, ngày 2 tháng 3 năm 2024 và ngày 6 tháng 4 năm 2024, Ủy ban nhân dân thị trấn Khoái Châu đã có buổi làm việc với ông Tiến và bà Nguyễn Thị Ẩm cùng cư trú tại khu phố Vinh Quang với gia đình ông Tiến và là người đã nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông Tiến từ năm 2013. Trong quá trình làm việc, bà Ẩm cho biết bà đến gặp ông Nguyễn Văn Thành là công chức của thị trấn Khoái Châu và lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Nguyễn Văn Tiến. Bà Ẩm cho biết mục đích nhận giấy chứng nhận mang về trả cho ông Tiến, nhưng do ông Tiến có nợ bà tiền nên bà không trả, và đến năm 2014, bà Ẩm có đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chị Phan Thị Ánh ở xã Đại Tập, huyện Khoái Châu mượn. Biên bản làm việc giữa ông Tiến, bà Ẩm là người đã lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông Tiến. Chính quyền địa phương yêu cầu bà Ẩm có trách nhiệm trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông Tiến. Nhưng đến nay, gia đình ông Tiến vẫn chưa nhận lại được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình. Ông Tiến vẫn tiếp tục có đơn thư đề nghị các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng giúp đỡ gia đình lấy lại được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong cái việc này thì tôi có một điều là tôi mong ủy ban và tất cả các cơ quan chức năng có thẩm quyền để làm cái thủ tục xin cấp lại cho gia đình nhà tôi càng sớm càng tốt. Trong quá trình làm việc giữa phóng viên và công dân có đơn ông Nguyễn Văn Tiến, ông Nguyễn Thế Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Khoái Châu cho biết, năm 2013, việc công chức địa chính giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng đối tượng là việc làm tắc trách, không đúng quy định. Để xảy ra sự việc này, lãnh đạo địa phương cũng đã giao cán bộ chuyên môn căn cứ quy định của pháp luật để tham mưu lãnh đạo giải quyết dứt điểm vụ việc. Tôi sẽ có trách nhiệm tham mưu với Ủy ban nhân dân sẽ tổ chức giải quyết đúng trình tự quy định pháp luật với trường hợp nhóm Tiến. Có đề nghị bảo như này, với những người mà bảo muốn đưa giấy nhận là tốt nhất, là con đường ngắn nhất. Còn nếu không, đấy, sẽ có các văn bản liên quan. Một là xin trình ý kiến, xin ý kiến của phòng ban chuyên môn cấp trên. Thứ hai sẽ hoàn thiện những cái hồ sơ liên quan đến cái việc ra quyết định hủy giấy nhận theo đúng trình tự quy định pháp luật. Khi có quyết định hủy rồi thì sau đó ủy ban thị trấn sẽ xúc tiến làm hoàn thiện hồ sơ cấp lại cho nhau. Đề nghị của ông Tiến ấy là có cán bộ địa chính năm 2013 tắc trách. Hiện nay là cái chỗ việc của ông Tiến là chúng tôi là cũng tiếp tục là phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể tuyên truyền vận động và giao trách nhiệm cho người lấy sổ của ông Tiến có trách nhiệm là tìm rồi là mọi cách là mang về trả ông Tiến. Mặt khác thì ủy ban dân là chúng tôi là cũng sẽ làm cái báo cáo
lên cơ quan cấp trên có thẩm quyền để xem xét, nghiên cứu, giải quyết cho ông Tiến theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đai là chứng thư pháp lý để nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất. Phần tiếp theo của chuyên mục hộp thư truyền hình, chúng tôi trích dẫn các loại giấy tờ cần thiết khi đi lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để quý vị khán giả tham khảo. Khi nhận sổ đỏ, người đi nhận kết quả mang theo các giấy tờ tài liệu sau đây. Đối với người nhận kết quả là người trực tiếp thực hiện thủ tục xin cấp và đứng tên trên giấy chứng nhận, chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu còn thời hạn sử dụng, phiếu hẹn, giấy hẹn trả kết quả. Đối với người nhận kết quả là người được ủy quyền nhận kết quả, chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người nhận ủy quyền, phiếu hẹn, giấy hẹn trả kết quả. Văn bản ủy quyền theo quy định, văn bản ủy quyền thể hiện rõ nội dung ủy quyền của mình. Văn bản này phải được công chứng hoặc chứng thực. Thông thường để tránh rủi ro, văn bản ủy quyền công chứng cần chú ý đến điều khoản thời hạn ủy quyền. Việc bàn giao sổ đỏ sau khi nhận kết quả có hay không có thủ lao công chứng? Tiếp theo chương trình, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin liên quan đến luật đất đai có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Đó là những trường hợp không được sang tên sổ đỏ theo luật mới. Trường hợp 1, đất chưa có sổ đỏ, sổ hồng. Trường hợp 2, đất đang có tranh chấp chưa được giải quyết bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bản án, quyết định của tòa án, quyết định phán quyết của trọng tài chưa có hiệu lực. Trường hợp 3, quyền sử dụng đất đang bị kê biên hoặc áp dụng biện pháp khác để đảm bảo thi hành án dân sự. Trường hợp 4, đất đã hết thời hạn sử dụng. Trường hợp 5, quyền sử dụng đất bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Trường hợp 6, tổ chức kinh tế mua đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của cá nhân. Trường hợp 7, cá nhân không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, mua đất ở và đất khác trong khu vực rừng phòng hộ, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng. Trường hợp 8, tổ chức cá nhân, cộng đồng dân cư, tổ chức tôn giáo trực thuộc, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài mà pháp luật không cho phép mua đất. Luật đất đai 2024 khi chính thức có hiệu lực sẽ bỏ quy định về khung giá đất và đất sẽ được định giá theo nguyên tắc thị trường mỗi năm một lần. Bảng giá đất mới vì thế mà được quy định tiệm cận với giá đất thị trường. Khi đó giá đất đền bù được tính theo giá đất cụ thể. Như vậy sẽ kéo theo giá đền bù đất tăng so với hiện nay, trong đó có đất nông nghiệp. Luật đất đai 2024 cũng quy định người dân được đền bù đất nông nghiệp cũng sẽ được hưởng thêm một số khoản chi phí như chi phí hỗ trợ di dời vật nuôi, chi phí hỗ trợ tháo dỡ, di dời tài sản gắn liền với đất. Bên cạnh đó, theo luật đất đai 2024, người dân cũng sẽ được hưởng thêm rất nhiều quyền lợi về bồi thường, đền bù tái định cư khi bị thu hồi đất. Cụ thể, căn cứ theo khoản 6 điều 111 luật đất đai 2024, người dân bị thu hồi đất nông nghiệp mà đủ điều kiện được bồi thường mà có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở thì sẽ được bồi thường bằng đất hoặc nhà ở tái định cư. Theo khoản 5 điều 91 luật đất đai 2024, người dân cũng hưởng thêm quyền lợi mới, đó là người dân được bố trí tái định cư xong mới được ra quyết định thu hồi đất. Cùng với đó, theo khoản 4 điều 111 luật đất đai năm 2024, nếu hộ gia đình có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng sống trên một thửa đất ở bị thu hồi mà đủ điều kiện để tách thành từng hộ riêng hoặc có nhiều hộ gia đình chung quyền sử dụng một thửa đất bị thu hồi mà diện tích đất được bồi thường không đủ để giao riêng cho từng hộ gia đình thì sẽ được xem xét hỗ trợ giao đất ở có thu tiền sử dụng đất, bán cho thuê hoặc cho thuê mua nhà ở đối với các hộ gia đình còn thiếu. Từ ngày 1 tháng 8, luật đất đai 2024 sẽ có hiệu lực. Một trong những điểm mới của luật này sẽ ngăn chặn hiệu quả tình trạng ôm đất dự án, để đấy gây lãng phí đất đai. Luật đất đai quy định đất được nhà nước giao cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao trên thực địa hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án sẽ bị thu hồi. Trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng, chủ đầu tư được gia hạn sử dụng không quá 24 tháng và phải nộp bổ sung cho nhà nước khoản tiền tương ứng. Hết thời gian gia hạn, chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì nhà nước thu hồi mà không bồi thường.